Ok, hôm nay Sản Phẩm Smart Home giới thiệu với mọi người về cái tủ điện nhé. Đây là cái tủ điện điều khiển qua bộ điều khiển WiFi này, là cầu đấu này, cầu vào và đầu ra này, rắc chung nước với từ N2A có thể sử dụng điện thoại TV điều khiển qua bộ điều khiển WiFi điều khiển trực tiếp đặt báo cảm thái điều khiển phù hợp cho điều hòa nóng lạnh hẹn giờ bật tắt. Đấy. Đấy. Tổng khởi 40A vào thì cũng được. Ở đây mình đang dùng loại 22A. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.